Bí mật gia tộc. Tác giả Nhật Tâm. Diễn đọc Châu Gia Thiện. Tập 17. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Phúc ngạc nhiên. Rõ ràng là anh ta mời hai cái cô bé kia, chứ có phải mời cái con tiện tỳ Tiểu Lam này đâu. Tại sao nó lại có mặt ở đây? Ôm bao nhiêu thắc mắc, hắn ta cũng cố nặn ra nụ cười thật là tươi để đi đến mà chào cô ả ta. Hắn vừa cười vừa nói: Ôi bất ngờ chưa kìa, anh dẹp có duyên quá đi, em hẹn ở đây sao? Tiểu Lam lạnh nhạt trả lời: Ai thì là người rõ nhất chứ, sao lại hỏi em? Thiên Phúc vẫn cố bình tĩnh. Anh nặn ra một cái nụ cười gượng gạo đến khó coi, lên tiếng nói: Chắc người đó anh quen đúng không? Nè, mà người đó đến chưa? Nếu chưa thì ngồi danh một lát đi, khi nào bạn cơm tới rồi em hãy qua đó. Tiểu Lam nhẫn nhịn, cô trả lời: Người đó đã đến rồi đấy chứ, mà còn ngồi gần ở đây nữa. Anh thiệt là giỏi đóng kịch đó. Thiên Phúc không phải là tên ngốc, nghe A Thanh nói thì hiểu, nhếch mép tặc lưỡi một cái rồi nói: Công nhận anh lúc này quên trước quên sau, có lẽ anh hẹn em mà quên đấy. Thôi nào, đừng có giận nữa. Mà nè, em gọi đồ ăn chưa? Tiểu Lam liếc ngang, không có thèm trả lời. Cô ả ta vẫy tay gọi phục vụ, rồi gọi cả đống đồ ăn. Thiên Phúc không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn cô ta. Rồi khi gọi món xong thì cô ả ta quay sang mỉm cười nói: Nan mời nha, thiết nghĩ biết bao nhiêu công sức em bỏ ra, chắc là cũng vì sưng để mà anh đãi em hôm nay mà, đúng không? Thiên Phúc tuy ở trong lòng thầm chửi rủa nhưng vẫn cố cười nói: Được, tất nhiên là được mà, em muốn cái gì mà chẳng được chứ, Tiểu Lam quên là nhất rồi. Cô ả nghe hắn ta nói thì cũng mát lòng mát dạ đi đôi chút, mặc dù hắn ta nói toàn những cái câu nịnh nọt sáo rỗng và không có ý nghĩa gì. Thế là mọi chuyện đi theo sau nước cờ của hắn ta. Lẽ ra hôm nay hắn định vui vẻ riêng với Thanh Nhi, rồi còn giao cái nhiệm vụ đặc biệt cho cô, nhưng mà không biết lý do gì mà bây giờ lại trở thành như vậy. Cả hai ngồi ăn uống nói chuyện với nhau, đâu biết là có ba người con gái ngồi gần đó đang quan sát nhất cử nhất động của cái đội cũ nam cậu nữ này. Đó không ai khác mà chính là Hải Đường và chị em Thanh Nhi Tiểu Yến. Hôm nay Hải Đường giả vờ ra khỏi nhà đi công việc, rồi ả ta âm thầm cho người theo dõi gã chồng của mình, mới biết được là hắn ta đặt tiệc ở đây. Còn hai cái cô gái trước mặt của ả ta thì ả cũng tình cờ biết được khi cố theo dõi chồng của mình. Hải Đường nhớ lúc mà bám theo hắn ta tới đầu cổng nhà hàng, đang lén lút xem hắn ta đang hẹn ai ở đây, thì bất ngờ có một bàn tay chụp vào vai, kèm theo với giọng nói: Chị Hải Đường nè, có phải là chị đang muốn biết về thiếu gia không? Thiếu gia có nhiều chuyện mờ ám, chị muốn biết không? Hải Đường nhìn hai cô gái trước mặt của mình, rồi cố suy nghĩ xem mình có quen hay là không. Nhưng lục lọi trí nhớ mãi, vẫn không có thấy ấn tượng về cái người trước mặt này. Cô lên tiếng hỏi: Cho hỏi các cô là? Thanh Nhi lên tiếng nói: Chị không biết chúng em là ai, nhưng mà những cái thông tin mà em sắp cung cấp cho chị sẽ rất là quý báu lắm đó. Chị có muốn biết không? Nó có liên quan đến thiếu gia nhà chị. Hải Đường nghe đến thông tin của chồng mình, ả ta không còn kiên nhẫn hay là nhìn trộm gì cả, mà nói luôn với hai cái cô gái mới quen: Chuyện gì? Các cô nói xem. Tiểu Yến lên tiếng: Không biết là mình có thể vào bên trong vừa uống nước vừa tâm sự không? Hải Đường không một chút do dự, liền đi trước mà khéo léo chọn cái bàn, vừa quan sát vào bên trong còn tránh được ánh mắt của hai người kia. Nếu như họ có nhìn về hướng của mình cũng là không có thấy được. Sau khi cả ba đã yên vị với cái chỗ ngồi khá an toàn, Thanh Nhi và Tiểu Yến lần lượt kể hết mọi chuyện mà cả hai biết.
trước và sau khi bị cái con Tiểu Lam và Thiên Phúc khống chế và điều khiển. Và còn kể luôn cái tội trạng của cái tên Gia Mẫn cho Hải Đường. Hải Đường nghe xong thì không biết phải làm sao cả. Vừa thương hai cô gái trước mặt vì phải chịu nhiều uất ức, vừa ghen vì cả hai đã ăn ngủ cùng với chồng của mình. Tâm trạng rối tựa như tơ giò. Hải Đường hít một hơi thật là dài rồi từ từ mà thở ra. Khuôn mặt cô bây giờ không biết là vui hay là buồn, chỉ là một cái gương mặt vô cảm đến lạnh lùng. Tài thì vẫn nghe giọng nói của hai cô gái đối diện, nhưng mà tâm trí thì để đâu đâu. Bất thình lình, một bàn tay đập lên trên vai của cô, rồi có tiếng nói khẽ. Chị Hải Đường nè, chị sao vậy? Nè, đừng có nói là chị đang buồn và ghen với tụi em nha. Tụi em chỉ là bất đắc dĩ, hết cách rồi mới như vậy. Hải Đường đang phân vân, không biết phải trả lời như thế nào, thì Thanh Nhi lên tiếng. Chị à, anh nhà chị dẫn con kia đi rồi kìa. Hải Đường nhìn về cái phía bàn ăn, thì ngạc nhiên khi mà bàn tiệc đã trống trơn. Tiểu Yên liếc thấy có một cô bé phục vụ đứng dọn dẹp, thì mới lên tiếng gọi, và cô cũng lên tiếng hỏi. Em à, cho chị hỏi xíu chuyện được không? Có phiền không em? Cô bé phục vụ chỉ lắc đầu, rồi hỏi là có cái việc gì. Thanh Nhi mới nhanh nhỏ hỏi về những cái vị khách bàn bên. Lúc nãy đã đi đâu rồi? Đi lâu chưa? Vừa hỏi, cô còn chỉ tay về cái phía đó. Cô bé phục vụ nói là hai người đó đã thanh toán tiền và lên tầng trên của nhà hàng để mà nghỉ ngơi rồi. Hải Đường nghe tới đây, thì tay chân run lẩy bẩy. Cô tự hiểu cái nhà hàng kiêm với khách sạn này, nên việc cả hai lên trên đó để làm gì thì không cần phải hỏi. Hải Đường mặt nóng bừng bừng, rồi đứng dậy đập bàn quát lớn. Mẹ đó, bà sẽ cho tụi mày đẹp mặt, cẩu làm nữ. Lớn tiếng chửi xong, thì cô ta xách túi, đùng đùng đứng lên, ném tiền xuống bàn, hỏi cái giọng trịch thượng. Tụi nó lên đó lâu chưa? Ở tầng mấy phòng mấy? Cô bé phục vụ ngơ ngác, rùng rùng trước cái thái độ của Hải Đường, lên tiếng lắp bắp. Dạ, em không biết ạ. Thanh Nhi thấy tình hình có vẻ căng, liền nắm lấy tay của Hải Đường, rồi lên tiếng nhỏ nhẹ. Chị ơi, từ từ rồi hẳn nói, tụi em sẽ giúp chị mà. Hải Đường còn đang nóng nảy, định quát mắng cái kẻ cản trở mình, thì Tiểu Yến lên tiếng. Đúng rồi đó chị ạ. Giờ mày chỉ làm sùm lên, có được cái gì đâu nè. Hay là bớt giận lại đi, chúng ta sẽ nhờ cái con phục vụ này kiếm giúp cái nơi hiện tại của cả hai. Hải Đường nghe cũng có lý, rút trong túi sách của chồng mình, dàn tiền ở trên bàn, xong lại rút ra một lúc 2-3 tờ tiền nữa, đưa cho cô bé phục vụ, nói là tặng cho cô bé, rồi nhờ cô ta giúp mình tìm nơi ở của chồng mình. Sau khi qua cái cơn hoảng loạn, cô phục vụ cũng nghe lời mà dẫn cả ba cô lên trên tầng trên của nhà hàng. Lên tới quầy tiếp tân, cô bé phục vụ đến bàn lễ tân để hỏi thăm, còn ba cô gái thì đứng gần đó. Mặt Hải Đường đằng đằng sát khí, tựa như ăn tươi nuốt sống khi mà chạm trán. Thanh Nhi nhìn Tiểu Yến, ra dấu cho đồng đội. Tiểu Yến hiểu ý của chị mình nên gật đầu, rồi khều nhẹ vai của Hải Đường, sau đó nó nhỏ vào tai của Hải Đường. Khi cô cúi xuống để nghe câu hai cô kia hiến kế cho mình, không biết họ nói với nhau những cái gì, chỉ thấy cả ba cười lên vô cùng thích thú. Hải Thành té xuống dòng sông, nằm dưới đáy vực. Cậu hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Và khi rơi tự do, cậu chỉ nghĩ cuộc đời này là chấm dứt hết kể từ đây. Bao nhiêu vui buồn, hỉ nộ ái ố đều hiển hiện ở trong đầu, rồi bấn loạn đi khi chìm hẳn ở dưới dòng sông. Không biết mất bao lâu, Hải Thành mới choàng mắt ra, miệng kêu to. Hải Anh, Canh Duy à, cứu em. Kêu lớn một tiếng rồi bật dậy, đầu nhức tựa như búa bổ. Đảo mắt nhìn thì không có thấy ai cả, chỉ là một căn phòng vắng lặng. Hải Thành chống tay xuống giường, bỏ chân xuống định mang dép đi ra bên ngoài, thì bên ngoài cửa phòng
cứ bật mở ra. Cô gái lên tiếng. Em cứ nằm nghỉ đi. Có cần gì thì chỉ cần gọi chị, chị sẽ lấy dao cho em. Hải Thành thấy rõ mặt cô gái đang bước vào phòng thì nhận ra đó chính là Tiểu Linh. Cô lên tiếng hỏi. Chị, sao chị lại đây? Đây là đâu? Tiểu Linh cười nhẹ, tay đặt tô cháo còn bốc khói, một ly nước lên trên bàn. Cô nói. Em cần rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi, chị sẽ cho em biết sau. Hải Thành gật đầu, ngoan ngoãn cầm lấy tô cháo từ tay của chị đưa. Sau khi đem đồ ăn vào, Tiểu Linh đi thẳng ra bên ngoài cửa phòng, bước ra rồi khép cửa lại. Còn lại bên trong một mình, Hải Thành ngồi suy nghĩ về quá khứ. Nước mắt của cậu cứ lần lượt rơi. Cậu cứ rơi nước mắt vì cuộc đời của mình sao quá là bi ai. Vẫn do suy nghĩ về chuyện quá khứ, rồi lại thấy mông lung về tương lai. Hải Thành thở dài thường thượt, đứng dậy định sẽ đi nằm nghỉ vì cảm thấy thân thể còn suy yếu. Vừa kéo chăn đắp ngang người, chưa có kịp khép mắt lại thì bên ngoài gõ cửa kèm với tiếng gọi. Hải Thanh, em bớt chút nào chưa? Chị vào có được không? Hải Thanh đáp lời, rồi ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài, chị Tiểu Linh đang đứng mỉm cười, nhìn cậu một cách bí ẩn hỏi. Em xem, chị mang đến bất ngờ gì cho em nè. Hải Thanh đang ngẩn ngơ, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Thì sau lưng cô, một bóng người con trai bước lên gõ khẽ. Hải Thanh à, em khỏe không? Hải Thanh nghe tiếng gọi đó, tim của cậu như ngừng đập. Mắt nhìn người đó mà rơi hai hàng lệ, miệng ấp úng khẽ hỏi. Là anh sao? Hải Anh. Hải Anh chạy đến ôm choàng lấy cậu vào lòng, vòng tay siết mạnh như thể sợ rằng cậu sẽ lần nữa bỏ anh mà đi. Hải Anh vừa khóc vừa nói. Thời gian của em thế nào? Sao lại từ từ đến như vậy? Hải Thành à, em hư lắm, cứ bỏ anh mà đi. Em có biết anh nhớ em lắm không? Hải Thành cứ dụi mặt vào ngực của anh, miệng không nói nên lời. Cậu cứ thúc thích mãi. Tiểu Linh thấy cảnh xúc động ở trước mắt mình cũng lăng lăng rời đi. Sau một lúc cả hai cùng rời nhau, cậu mới dẫn anh vào phòng. Hải Thành dìu anh xuống bàn để anh ngồi lên trên ghế, sau đó rót nước cho Hải Anh rồi nói. Anh uống chút nước đi, mà anh đỏ hết lên rồi kìa. Chắc là đi ra bên ngoài nắng công đợi đón đúng không? Hải Anh à, em nói biết bao nhiêu lần rồi, chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Hải Anh phì cười vì cái sự càm ràm dễ thương của cậu, trông như một bà vợ đang mắng yêu chồng. Hải Anh cười nhẹ rồi nói. Thôi nè, em đừng có nói nữa, anh biết rồi. Lại đây ngồi cho anh ngắm em một chút xem nào. Em gây da xanh xao quá, Hải Thành à. Miệng nói, tay thì kéo cậu lại gần. Do không đề phòng cho nên Hải Thành té thẳng vào người của anh. Hải Thành chưa kịp định thần thì đã bị anh hôn ngấu nghiến vào trong mặt và môi. Hải Thành tuy là không chống cự lại nhưng cũng nhẹ nhàng nói. Hải Anh à, anh kỳ ghê đó. Lỡ người ta thấy thì sao chứ? Cửa còn chưa có kịp đóng kia kìa. Hải Anh nhìn cậu rồi nói, giọng run run. Em đó, đừng có đánh lại cứ nữa được không? Cứ làm cho mất hết hứng thú mới chịu à. Nè, anh hỏi em, thời gian của em sống như thế nào? Hải Thành nghe anh hỏi thì cũng bắt đầu kể lại hết những cái gì mình đã trải qua, cả cái việc bị bắt ở trong sòng bạc gian ác kia. Lúc kể đến đoạn mình bị bắt làm cổ sai, chịu đựng đủ thứ tủi nhục, nước mắt cứ rưng rưng, rồi chờ ôm choàng lấy anh, cậu lên tiếng nói ở trong thổn thức. Hải Anh à, em sợ lắm, sợ là sau này sẽ mất anh thêm lần nữa. Sợ bị bắt vào cái động quỷ kia, người ta sẽ hành hạ, sẽ làm nhục em.
Hai anh, anh hãy hứa là sẽ không được bỏ rơi em nha. Ở mãi bên em có được không? Hải Anh nghe người thương của mình kể lể, anh nghe mà đứt từng đoạn ruột. Rồi đến khi anh nghe cậu nói là bị hành hạ, thì anh mặt đỏ lên rồi tím tái đi, tâm trạng vô cùng là giận dữ. Rồi khi bất ngờ cậu ôm lấy anh, nói với anh những cái lời ngọt ngào đó, anh lại như muốn tan chảy đi. Anh vuốt tóc cậu thì thầm nói: không đâu, anh sẽ không để em phải chịu uất ức nữa. Anh sẽ ở bên em đến cuối đời, chăm sóc và yêu thương em, sẽ mãi không rời xa, cho dù là có bất cứ cái chuyện gì xảy ra. Hải Thanh nghe anh nói như thế, cậu thấy rất là vui và hạnh phúc, vòng tay ôm lại càng siết chặt hơn. Rồi cậu lại trao cho anh những cái nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt. Đang mê mẩn trong vòng tay của người yêu thì bên ngoài cửa có tiếng tàn hẳn, rồi nói vào: cơm canh chín cả rồi, mời đôi tân gia nhân về gót sen hồng mà ra phòng khách dùng bữa. Người nói là chị Tiểu Linh. Chị ta đang định vào gọi cả hai ra dùng bữa, nhưng thấy cả hai đang âu yếm, chị không có nỡ phá đi cái giây phút đẹp đẽ hạnh phúc của em mình. Cô đứng nhìn một lúc, tâm tư hỗn độn khó nói thành lời. Trong lòng của cô đấu tranh kịch liệt giữa cái mối hận giết cha mẹ của mình và hạnh phúc của em trai. Cô không biết phải xử lý như thế nào. Suy nghĩ mãi không thông, cô đành mặc kệ cái chuyện sau này, vì có tính như thế nào cũng chẳng thông. Tiểu Linh đành lên tiếng gọi cả hai vào trong dùng cơm. Cả hai nghe chị kêu thì bất ngờ buông nhau ra, lóng ngóng làm sao mà Hải Thanh bị té nằm sấp xuống đất. Hải Anh không có thèm đỡ lên mà còn chọc tức cậu, khiến cho cậu giận đến đỏ mặt mà không nói nên lời. Tại phòng khách, trên bàn ăn, cả ba đang vui vẻ nói cười, vừa ăn vừa trò chuyện. Tiểu Linh nói hết về chuyện bắt gặp Hải Thanh bị ngất xỉu ở trên bờ sông, lúc mà cô vô tình đi công việc ngang và nhờ mọi người giúp đưa về nhà. Hải Anh cũng nói là do công việc làm ăn cũng thuận lợi, anh đi công tác thì vô tình gặp được Tiểu Linh, và cả hai cũng có chạm mặt cùng với nhau, nên không có để bắt chuyện và hỏi thăm lẫn nhau. Sau khi biết Tiểu Linh đang ở cùng với Hải Thanh, anh vội đi theo cô về và gặp được người yêu của mình ở tại đây. Cả hai nói xong thì lại nhìn về cái phía Hải Thanh, ngầm ra dấu cho cậu nên kể lại cái chuyện của mình gặp nạn và ngất ở trên bờ sông. Hải Thanh sau khi ấp úng thì đã kể lại hết tất cả mọi cái việc tồi tệ xảy ra đối với cậu thời gian qua. Sau khi nghe xong thì cả ba đều có những cái ý nghĩ khác nhau. Tiểu Linh thì cứ luôn miệng ca thán về cái thảm cảnh của cậu. Hải Anh thì tức giận đập bàn đập ghế, chửi mắng sùm, còn nói cái lần này sẽ dập hết mấy cái chốn quỷ quái đã làm hại bảo bối của anh. Duy chỉ có Hải Thanh là bần thần, mặt của cậu cứ thơ thẩn nghệch ra đó, không biết lại đang suy nghĩ về cái gì. Sau khi dùng xong bữa, Hải Anh chào từ biệt cả hai vì còn phải lo cho xong cái việc của mình. Anh nói là sẽ sớm quay lại để đón bảo bối của anh về nhà, không để cậu ngoài chịu khổ nữa. Tiểu Linh cũng hứa với Hải Anh là sẽ cố gắng chăm sóc cho Hải Thanh thật là tốt, đợi anh quay về rồi mới lo cái chuyện của mình sau. Hải Anh trước khi rời khỏi nhà còn quyến luyến ôm lấy bảo bối của mình vào trong lòng, căn dặn đủ thứ chuyện rồi mới bình tĩnh mà chia tay. Sau khi tiễn Hải Anh lên đường, Tiểu Linh mới kể lại hết cho Hải Thanh nghe về bí mật cuộc đời của mình và cậu ấy. Đương nhiên, cô cũng nói luôn về cái chết của song thân và cái kẻ đã giết chết là ai. Hải Thanh nghe cô nói thì chấn động tâm can. Cậu không tin nổi vào tai của mình nữa, tâm trí của cậu cứ mơ mơ hồ hồ. Khi còn một mình ở trong căn phòng nhỏ, Hải Thanh nằm trên giường, mắt nhìn trân trân trên nóc nhà, nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi. Cậu quá đau lòng vì số phận trái ngang của mình, ông trời khéo đùa giỡn với cậu. Nghĩ đến thân phận rồi cái chuyện tình cảm, cậu lại cảm thấy đau đớn tận tâm can, không biết phải nên chọn cái gì mới gọi là đúng. Hải Thanh nghĩ ngợi về tương lai, không biết phải đối mặt với kẻ thù giết cha mẹ của mình bằng thái độ nào đây. Tại sao cậu lại yêu con trai của kẻ đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ mình, phá tan hạnh phúc gia đình, khiến cho cậu và chị của cậu
phải trở thành kẻ mồ côi. Từng lời từng câu của người chị thất lạc bao nhiêu năm vẫn còn đang dang dọng ở trong đầu. Em hãy nhớ, gia đình của mình tan nát, khiến cha mẹ chết, em và chị phải mồ côi, là do cha mẹ của anh đã gây ra. Em lớn rồi, chắc phải biết làm gì thì tốt, đúng không? Hải Thành ngồi đó im lặng mà nước mắt cứ rưng rưng. Tình cảm và hận thù chưa biết phải làm sao. Cậu cứ ngồi đó nhìn vô định ra cửa phòng, cứ ngồi như thế, như một cái pho tượng sống không có linh hồn. Bảo Ngọc đi đi lại lại, nhìn vào trong phòng với một cái mắt khó chịu, miệng càm ràm. Có thay đồ thôi mà cũng lâu nữa, cái ông này bị sao vậy ta? Suy nghĩ bực dọc, nhưng cô ấy không đi vào trong phòng mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài. Rồi thêm một lúc lâu sau thì tiếng của Duy nó vọng ra. Em cứ thay đồ đẹp đi đâu vậy chứ? Anh còn phải đi làm mà. Bảo Ngọc chát lưỡi. Thôi anh, nay nghỉ đi. Em nhìn có chuyện quan trọng cần phải làm hơn nè. Chuyện đi làm của anh á, em đã xin cho anh nghỉ ngày hôm nay rồi, anh yên tâm đi. Khánh Duy nhíu mày khó chịu. Anh không hiểu cớ sao phải nghỉ làm. Cô ấy cần mình đi theo để làm gì chứ? Anh lên tiếng hỏi. Mà đi đâu? Bộ có chuyện gì sao? Bảo Ngọc đi lại gần, cầm lấy tay của anh kéo nhẹ, rồi nói. Đi nhanh đi, em sẽ nói với anh sao. Mẹ đợi mình ở bên ngoài lâu lắm rồi đó anh à. Khánh Duy chưa kịp hỏi gì thì tiếng bà Nhàn gọi vọng vào, hối thúc cả anh và Bảo Ngọc phải nhanh chân lên, để nắng thì cực hơn nữa. Thế là cả ba đi ra khỏi nhà, leo lên trên xe hơi, mà cái người cầm lái là anh người làm của Tô gia. Khánh Duy ngạc nhiên lắm, nhưng mà không có tiện hỏi, cho nên im lặng mà nhìn ngắm dòng người qua lại ở trên đường, trong lòng thì những ngổn ngang suy nghĩ. Xe chạy được một lúc thì đậu hẳn ở trước cái căn nhà lá ọp ẹp, cửa đóng then cài. Cả ba bước xuống xe, Bảo Ngọc căn dặn tài xế cái gì đó rồi đi theo bà Nhàn tới cửa rồi gõ. Sau vài tiếng gõ cửa thì có người mở cửa ra rồi mời cả ba vào bên trong. Bên trong căn nhà, trước một cái bàn để ấp những cái đồ chuyên về bói toán tâm linh, và hai người phụ nữ trung niên ngồi đó xoay lưng lại cái phía cửa. Khi bước vô gần cái bàn, bà Nhàn lên tiếng nhỏ nhẹ. Bà hai à, tụi tôi đã tới rồi, bà đợi có lâu không? Người đàn bà đó nghe tiếng nói thì xoay lại rồi ra dấu cho cả ba lại gần bà và ngồi xuống. Khánh Duy nhìn thì thấy quá ra là chị Mận và bà hai. Tâm trí lại tò mò không biết cái chuyện gì, cứ thần thần bí bí. Khi mà cả nhóm người ngồi yên lặng nín thở chờ đợi, thì trong chốc lát sau, một người đàn bà từ bên trong gian nhà dán mang đi ra, rồi ngồi đối diện cùng với cả nhóm người. Ngồi xuống, bà không nói gì. Cả nhóm người và bà hai cũng thế, im lặng khoảng vài phút sau, bà thầy lên tiếng. Thôi về đi, hai cái cô cậu này không có hợp nhau đâu. Nếu mà ngoan cố cưới về thì thế nào cũng sẽ bị khắc chết, hai trong một sẽ phải bỏ mạng. Khi nói hết câu, bà không cho ai kịp phản ứng gì, đứng dậy quay đầu đi vào bên trong. Bà hai nhìn bà Nhàn rồi lại nhìn Duy và Ngọc, lắc đầu ngao ngán, im lặng đi ra bên ngoài cùng với chị Mận. Ngọc nghe nói như vậy thì mặt không vui, định sẽ bộc phát cái cơn giận vì mấy cái câu nói kia của bà thầy này. Nhưng cũng may là được bà Nhàn kìm lại, cả bà cũng lủi thủi đi ra xe để trở về. Trên đường về, mặt của Bảo Ngọc hầm hầm, không nói không rằng, tâm trí cứ mãi nghĩ về cái việc nhất định phải lấy được Khánh Duy làm chồng. Sau khi đã nghĩ thông rồi thì cô ả ta cười nhếch mép đắc ý, ánh mắt liếc qua Khánh Duy đang ngồi nhìn bâng quơ. Cô ta càng quyết tâm chiếm đoạt anh cho bằng được.
Nói về Gia Mẫn, hắn ta bất tỉnh tới gần sáng thì cơn mưa bất chợt đổ xuống. Hắn bị mưa lạnh làm cho tỉnh người. Gia Mẫn ngồi bật dậy, nhìn quanh thì thấy toàn là cây và cây, không có một bóng người. Nhìn khắp lượt rồi lại chợt rùng mình vì gió và mưa thấm lạnh. Thêm nữa cái chuyện kinh dị tối đêm qua vẫn còn, nên hắn ta đứng dậy dạch bụi cây mà chạy như trối chết về cái hướng cổng làng. Trong lùm cây, hai cái đốm lửa đỏ lồm như là cặp mắt của cái loại quỷ dị nào đó nhìn về hướng của hắn ta. Tiếng chim cú từng cơn kêu lên trong đêm mưa nghe vô cùng kinh dị. Hắn chạy được một lúc lâu thì vô cùng mừng rỡ khi thấy xa xa là cổng làng. Hắn nghĩ tạm thời bây giờ tìm cái nơi nào có nhiều người để mà ở cho an toàn. Hắn muốn dưỡng sức lại cho khỏe khoắn, thoải mái tinh thần, rồi sẽ tính tiếp cái chuyện tiếp theo. Vì sau mấy hôm bị ma trêu quỷ ghẹo, hắn đã quá mệt mỏi từ thể lực cho đến tinh thần. Vừa đi vừa nghĩ ngợi tính đến cái chuyện tương lai thì vô tình đụng trúng người đi ngược lại. Hắn ta nhào xuống đất, tức lắm, nhưng mà vì thân thể mỏi mệt, bụng lại đói rã rời, hắn ta không có thể nào lên tiếng mà chửi rủa được nữa rồi. Người kia đứng nhìn hắn ta một lúc thì lên tiếng hỏi thăm dò. Nè anh trai à, bộ anh có chuyện gì sao mà lại chạy nhanh tới nỗi và vào người của tôi thế? Anh có cần tôi giúp gì không? Hắn nghe giọng nói của một chàng trai thì cũng nuốt đi cục tức đang đè nén ngay ngực. Vì cho có nổi giận thì cũng chẳng có sức đâu để mà bật lại. Hắn ta nói, Tôi bị lạc đường rồi gặp cướp. Chúng cướp sạch hết tư trang tiền bạc, lại còn muốn cướp cả mạng của tôi để mà diệt khẩu nữa. Cho nên tôi mới như vậy, mong anh thông cảm cho tôi. Người thanh niên nghe hắn ta nói thì động lòng trắc ẩn. Anh ta mũi lòng với hoàn cảnh của hắn ta gặp, thế là anh mời hắn ta về nhà, rồi ở đó khi nào khỏe rồi hắn tính sau. Hắn nghe như vậy thì mừng rỡ, rồi đi theo anh ta về nhà. Trong lòng mừng vui khôn xiết, cười nói vui vẻ với anh ta ở trên con đường quay trở về nhà. Về đến nhà, anh mở cửa ra, rồi dẫn hắn ta vào bên trong, sắp xếp cho hắn ta chỗ nghỉ ngơi, rồi cũng đi vội ra bên ngoài, đi làm cho xong cái công việc dở dang của mình. Trước khi anh ta đi, còn căn dặn hắn cứ tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi. Anh ta về sẽ mua thức ăn cho hắn. Hắn ta cảm ơn ríu rít, rồi cũng xách đồ vào trong phòng tắm. Nói một chút với chàng trai trẻ đã ra tay cứu giúp Gia Mẫn. Anh ta tên là Lục Quân, em trai của người con gái đã bị Gia Mẫn trong cơn phê thuốc hại chết, kỹ nữ Như Yên. Lục Quân là em kế của cô, chưa có lập gia đình. Mặc dù anh đã 22 tuổi rồi, công việc của anh ta là kinh doanh hàng mỹ nghệ, kinh tế ổn định, nhưng anh ta chỉ mãi mê kiếm tiền, và những cái lúc rảnh rỗi thì lại tụ tập bạn bè ăn nhậu, chứ không có thấy anh ta có người yêu nào cả, mặc dù đẹp trai lại giàu có. Lục Quân đi về hướng chợ. Đang đi thì chợt nhận ra tại sao hôm nay mọi thứ diễn ra rất là lạ. Tâm trạng cũng không có cái gì là thoải mái và vui vẻ, nên đành quay ngược trở về nhà. Sau khi mua hai cái phần ăn, trong đầu anh cứ nghĩ tới cái tên nam nhân sáng nay anh đã cứu. Nhìn sơ thì anh ta cũng rất là anh tuấn, cơ thể cường tráng và cao ráo, duy chỉ có cặp mắt là thẫm đen như mất ngủ lâu ngày, thêm với làn da xanh xao như người bệnh mới hết, còn lại tất cả đều ổn hết. Lục Quân suy nghĩ tới nam nhân thì đỏ mặt. Anh lắc đầu cho những cái suy tưởng dẫn dơ của mình tan biến đi, cố bức vội về cửa nhà của mình, miệng thì mỉm cười mãi. Hải Anh sau khi làm xong công việc của mình, anh quay về căn nhà đó để mà đón tình yêu của mình về để săn sóc. Khi bảo bối rời xa anh, khoảng thời gian đó giống như là địa ngục đối với anh. Anh cứ như một cái xác không hồn, không sức sống. Hải Anh thầm dặn lòng sẽ không để cho bảo bối phải rời xa lần nào nữa, chỉ trừ khi anh từ giã cõi đời này mà thôi. Vừa đi vừa nghĩ ngợi thì toán chốc căn nhà đã trước mặt rồi. Anh đi nhanh lại cái phía ngôi nhà, rồi gõ cửa lên tiếng gọi. Chị ơi, em về rồi nè, mở cửa giùm em đi chị. Bên trong căn nhà, Tiểu Linh đang an ủi Hải Thanh và cố tình nhấn mạnh về cái mối huyết hận năm xưa. Cô nói rất nhiều,
Còn Hải Thanh chỉ khóc lặng mà thôi. Khi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, cô chỉ cần dặn là cậu phải nên cố diễn hết vai trò, nhưng đừng có quên mình không được phép yêu con của kẻ thù. Rồi cô đứng dậy bước đi sau khi cậu gật đầu đồng ý. Tiểu Linh lên tiếng trả lời rồi ra mở cửa. Hai anh, cô về rồi đó à? Có mệt lắm không? Nè, vào nghỉ ngơi cho khỏe rồi dùng bữa với tôi và Hải Thanh. Cũng đã tới giờ trưa rồi đó. Hai anh dần dạ rồi đi vào bên trong phòng. Vào tới phòng thì thấy Hải Thanh ngồi ở trên mâm cơm. Anh đi tới gần, hôn nhẹ lên trên trán của cậu rồi ra chiều quan tâm. Em khỏe chưa? Sao không chịu trong phòng đi? Có cần gì thì nói anh gọi là chị Linh em vào. Ra đây trời trở gió, em nhắm ra thì sao đây? Hải Thanh cười cười ngượng ngùng, rồi cũng kéo ghế cho anh ngồi bên cạnh của mình, múc thức ăn vào chén rồi đưa qua cho anh. Cậu nói: Anh đó, ăn nhiều vào đi. Lúc này công việc nhiều lắm sao? Em thấy là anh ốm đi rất là nhiều. Cố gắng tắm bổ vào, cậu ngã bệnh đó. Em bệnh, rồi anh cũng bệnh nữa. Thì hãy quán xuống nhà cửa chăm sóc cho gia đình anh. Hải Anh nghe nói thì cũng lấy làm xúc động. Anh cầm tay của cậu rồi hôn một cái, dịu dàng nói: Ừ, anh biết rồi. Em đó, cô phải chăm lo cho mình. Thà anh bệnh, chứ mà thấy em như vậy anh cũng là không khỏe nổi. Hải Thanh thúc nhẹ tay vào bụng của anh rồi nói: Thôi, mau lo ăn đi. Anh cứ như vậy hoài, chắc là đến nửa đêm cũng chưa xong bữa ăn này đâu. Hai anh mỉm cười rồi nói: Tôi lên bà xã. Anh cầm chén của mình lên, ăn từ tốn và chậm rãi. Chốc chốc lại liếc nhìn Hải Thanh mà cười mỉm. Tiểu Linh ngồi đối diện, chứng kiến hết cái cảnh đó, cô mỉm cười đắc ý. Vở kịch có lẽ đã sắp đến hồi gay cấn rồi đây. Mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ theo kế hoạch của cô mà tiến triển tốt đẹp. Nếu như em trai của cô không bị cái tên kia cảm quá. Thiền Phúc cứ hì hục với Tiểu Lam. Hắn ta làm tựa như hổ đói thiếu mồi, cứ sai sưa và điên cuồng chiếm lấy người bên dưới. Còn cái con ả Tiểu Lam cứ uốn éo dặn dẹo người mà phối hợp cùng với anh ta. Trên dưới quả hợp, tiếng động dâm dục phát ra từ trong miệng của cả hai, chứng tỏ rằng họ không biết gì đang diễn ra. Vì bận đề mê với cái cơn mây mưa của mình, đột nhiên ánh sáng chớp lên liên tục, rồi cái tiếng vỗ tay vang lên liên tục. Cả hai đang ngơ ngác chưa biết cái chuyện gì thì Thanh Nhi và Tiểu Yến nhảy giọt vào, xô ngã Thiên Phúc qua một bên. Rồi hai đường cùng nắm lấy đầu của Tiểu Lam, lôi sần sệt dưới nền nhà. Vừa lôi, chân lại vừa đá vào hạ bộ của cô ta, khiến cô ta đau đớn mà khóc lóc van xin. Chị Hai Đường à, làm sai rồi. Em dạy là không có dám làm cái chuyện như thế nữa đâu. Tại thiếu gia dụ dỗ em. Hải Đường lôi rồi đánh, chán xong lại xô cái con ả té sấp lên trên giường. Rồi cô lôi trong ví ra cái chiếc máy chụp ảnh, chụp liên lại mấy kiểu ảnh mà cái con nhân tình của chồng mình đang khỏa thân 100%. Thiên Phúc thì bị hai cô gái giữ chặt ở trên giường, không nhúc nhích được. Hắn ta đang run rẩy vì sợ bị bắt gian tại giường như vậy, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cái con cọp cái này xé xác mà thôi. Sau khi hành hung chụp ảnh nhục mạ cái con Tiểu Lam xong, thì Hải Đường lên cơn điên dại, quay qua ra dấu cho cả hai cái cô gái đứng giặt ra hai bên. Rồi không nói gì thêm nữa, tiến lại gần, tay cầm lấy cái ly nước có chứa bột ớt, tạt thẳng vào người của anh ta. Mà độc ác hơn là cô ta nhắm ngay hạ bộ của anh ta mà tạt vào. Thiền Phúc lại hét trong đau đớn, rồi ôm lấy hạ bộ lăn lộn ở trên nệm. Tuyệt nhiên không nói một lời than vãn hay là năn nỉ nào cả.
Hải Đường không nói không rằng đi thẳng ra bên ngoài. Cả hai cô gái cũng bỏ đi theo cô. Còn lại trong phòng là Thiên Phúc và Tiểu Lam, thân thể trần truồng, nằm giật nhờ đau đớn. Hai anh sau khi dùng bữa xong thì dìu Hải Thanh về phòng cho cậu ta nghỉ ngơi. Đắp chăn cho cậu xong, anh nói: "Em đó, nghỉ ngơi đi. Thương em, khi nào khỏe hẳn anh sẽ đem về lại nhà của anh và sẽ phục chức cho em nha." Hải Thanh chưa kịp đáp thì một nụ hôn phất ngang mặt của mình. Hai anh hôn xong thì cũng bỏ đi ra bên ngoài, đóng cửa lại. Anh đi thẳng từ phòng của Hải Thanh cho tới sảnh, gặp Tiêu Linh. Anh hỏi: "Chị nè, Hải Thanh rốt cuộc lại làm sao? Chị có biết không? Em thấy thân thể của mẹ yếu lắm, và tinh thần cũng lại không ổn định nữa. Theo em nghĩ thì đã có chuyện đó xảy ra với em ấy. Chị có biết là chuyện gì không? Nói em nghe với." Tiêu Linh ngập ngừng một chút rồi nói: "Chị cũng là không có rõ nữa. Mà chị nghe em nói là em nói bị bắt lao động khổ sai khi mà vừa té xuống giường tỉnh dậy, rồi lại còn bị ép bán thân. Nhưng chính là vì không chịu cho nên mới bỏ trốn, và lại lần nữa té xuống sông. Nhưng mà lần này là được cứu. Thì là tội nghiệp cho nó. Thân thể thì thương tích đầy người, tâm trạng thì cứ lo âu và sợ hãi. Chị nghĩ chắc là phải trị sớm cho em đó, chứ mà cứ để như vậy mãi thì e rằng..." Tiểu Linh bỏ dở câu nói. Hai anh nghe kể mà giận tím mặt bầm gan, đập bàn một cái rầm. Ly và Bình đều vì cái cú đập của anh mà dằn xuống đất, đổ vỡ. Anh hỏi chị là biết cái quán đó tên là gì không? Chị ta nói là chỉ biết là có má mì tên là Dung, người béo tròn và hung dữ vô cùng, dường như có bảo kê bên trong, cho nên không sợ ai cả, một tay che trời. Hai anh nghe mà mơ hồ, rối hết cả não. Anh chỉ gật đầu, rồi căn dặn chị chăm sóc giùm cho Hải Thanh. Anh đi công việc có lẽ là 2-3 ngày nữa mới kịp về. Chị gật đầu, rồi anh đội nón đi thẳng ra bên ngoài cửa, leo lên trên xe đi mất. Khánh Duy đang lùi cui sắp xếp lại căn phòng của mình. Lúc này trời trở lạnh, bà nhàn mẹ của anh cứ ho liên tục. Có lẽ là căn bệnh của bà đã tái phát trở lại. Bảo Ngọc thì từ lúc sáng cô ta đã ra khỏi nhà và đi đâu mất rồi. Khánh Duy đang phân vân không biết phải làm sao. Bảo Ngọc và Hải Thanh, một bên là người yêu anh, lo lắng và quan tâm chăm sóc cho anh và mẹ của anh, còn một bên là người mà đem hết cả tâm tư của mình gửi vào. Thật là một bài toán nan giải cho anh. Bỏ bên nào, chọn bên nào, giờ đây anh nghĩ cũng chẳng thông. Lan mang suy nghĩ thì tiếng kêu bên ngoài vọng vào. "Khánh Duy à, cậu có nhà không?" Khánh Duy nghe tiếng gọi là cậu chủ hai anh. Anh ngơ ngẩn suy nghĩ, không biết là cái chuyện gì đang xảy ra, vì giờ này đâu có cái lịch làm việc của anh đâu. Suy nghĩ miên man, anh đi ra ngoài cửa, mở cửa rồi nói: "Cô chủ à, cô tìm tôi có việc gì?" Khánh Duy chưa kịp trả lời thì Hải Anh đã đấm thẳng vào mặt của cậu, rồi bồi thêm một cái đạp vào trong bụng, khiến cho anh ngã ra đằng sau. Chưa dừng lại ở đó, Hải Anh còn lao tới đấm đá túi bụi vào anh. Sau khi anh đã đánh chán chê rồi thì Khánh Duy mới lên tiếng hỏi: "Cậu chủ à, rốt cuộc là có chuyện gì mà đánh tôi? Tôi sai cái gì sao?" Hai anh mặt đỏ bừng bừng, đưa cái nắm đấm ở trước mặt rồi nói: "Cậu nói, cậu thương Hải Thanh, sao cậu để cho mấy ra nông nổi đây? Rồi cậu bỏ Ngọc lên là sao? Nói!" Khánh Duy nghe nói Hải Thanh có chuyện, anh không quan tâm đến hai anh đang nóng giận cái gì cả, mà lên tiếng hỏi: "Hải Thanh bị gì chứ? Anh nói cho tôi biết đi, bây giờ em ấy đang ở đâu?" Khánh Duy càng rối như thế nào thì Hải Anh cứ như không có cái gì xảy ra, cứ ung dung từ từ mà đứng dậy.
tay xoa xoa cái vết bầm nơi khóe miệng. Hai anh thấy thì rất là ngứa mắt, muốn đấm cho anh ta thêm vài cái nữa, nhưng cũng không có thể nào ra tay. Vì anh ta là người làm thân tín của gia đình mình và cũng là tình địch của anh. Nếu như anh làm gì cậu ta thì Hải Thành có lẽ sẽ hận anh đến chết. Nếu có cạnh tranh thì phải cạnh tranh công bằng, không có để mang tiếng. Anh bực dọc rồi nói: Cậu giải thích cho tôi biết, cậu chọn Bảo Ngọc hay là Hải Thành? Chỉ một trong hai, đừng để cho họ phải tổn thương gì cậu lần nữa. Bảo Ngọc là một cô gái tốt, có tính năng khăn sửa túi cho cậu. Còn Hải Thành là một con nhóc rất là dễ thương, đang được bảo vệ và yêu thương, chứ không phải để cho ai đó dày dò hay là làm đau khổ. Và tôi cũng sẽ nói cho cậu biết luôn, Hải Thành là người tôi thương. Nếu như cậu quen với cậu ta thì cạnh tranh công bằng đi. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy, lựa chọn là của cậu ấy. Nếu như tôi thua cuộc, tôi cũng là không nói gì cả. Còn nếu như cậu có ý đồ dẫn với cậu ta thì tôi sẽ là người cho cậu sống không bằng chết đó. Hải Anh nói một hơi rồi bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Sau khi bỏ lại một cái câu nói dứt khoát: Nếu không thương thì hãy để cho họ được an yên, đừng gây thương nhớ rồi bỏ mặc họ. Nhưng quá tuần hoàn, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, rồi sớm muộn gì mình cũng là người nhận lãnh cái kết mà mình làm ra mà thôi. Còn nhớ đó. Cảnh Duy thẫn thờ không biết phải làm sao vì câu nói của Hải Anh mà cậu đứng ngẩn ngơ cả một buổi trời. Hải Anh sau khi từ nhà của Khánh Duy đi ra, anh bực dọc đi tìm những cái đàn anh trong xã hội, những người mặc giang hồ cộm cán trong cái thế giới ngầm của thời đó. Anh đưa ra giá cả thương lượng để họ tìm ra cái người tên là Má Dung. Xong đâu đó, anh đưa cho hắn ta một cái xấp tiền dày cộm, phóng xe bỏ đi. Chỉ dặn là khi nào biết được tin tức thì báo lại cho anh. Phóng xe đi về cái phía nhà của Phụng Nhi, anh muốn biết tình hình bệnh tình của cô đã được thuyên giảm hay là chưa, và mua đồ của cái con hầu đã tới đâu, cũng như là nó có còn hãm hại cô nữa hay là không. Đi vào sảnh nhà, thấy bà thầy mà anh cắt cửi qua đang phơi thuốc. Anh đi ngang và nói nhỏ vào tai của bà: Ra sao Dương, gặp nói chuyện với tôi một chút. Bà thầy chỉ gật đầu rồi dọn dẹp cái đống thuốc bên ngoài sân, sau đó đi thẳng ra giường. Bà cũng muốn nói một chút chuyện với anh. Đến nơi, bà hai thấy Hải Anh đang đứng trầm ngâm suy nghĩ về cái điều gì đó. Bà hắng giọng đánh động báo hiệu là bà đã đến. Hải Anh xoay người qua và nói: Tình hình sao rồi bà, có tiến triển gì không? Bà hai im lặng một lúc, thở dài rồi nói: À, có cái chuyện này tôi muốn nói với cậu là ở cái nơi này đã không có còn an toàn với cô chủ nữa rồi, cho nên cậu tìm cách nào đó đem cô đi nơi khác mà chữa trị, vì ở đây đã bị mua chuộc hết rồi, từ quản gia cho tới người hầu. Hai anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Vậy chắc có lẽ tôi sẽ đem cô ấy về nhà của mình chứ không còn nơi nào nữa. Bà hai lại thở dài rồi nói: Hey, vậy thì cũng được, chứ thấy như bây giờ thuốc cho dù có tốt cách mấy, khi mà đem tới tay của cô chủ cũng thành thuốc giả. Cộng thêm những cái thứ đồ ăn mà cô ta mỗi ngày ăn vào toàn là những cái thứ độc hại, những thứ đó ăn vào mỗi ngày sẽ bị trúng độc, rồi những cái thứ linh tinh này kia nữa, nói chung là rất là bất lợi cho cô ấy. Hải Anh nghe bà hai nói thì gật đầu, rồi anh kê sát lỗ tai của bà dặn dò đủ thứ. Hải Anh xong việc chạy tới nhà thì thấy Hai Đường mặt sát khí đằng đằng. Cô ta la hét rồi đập bể lung tung, lên tiếng mắng: Về tới nhà là bực bội rồi, bên kia thì gặp cái thằng chồng khốn kiếp, về tới đây thì gặp cái lũ ăn hại. Coi làm được thì làm, nếu không làm được thì nghĩ mày hết đi. Hai anh cầu mày đứng khoanh tay trước ngực quát: Cô có thôi nghe đi không?
Cô dựa vào đâu mà lại quát mắng lớn tiếng ở đây? Cô quên là cô ra khỏi cửa thì đã không còn là cô mà có cái nhà này rồi à? Hải Đường đứng im lặng, không nói được lời nào, tức đến mặt mũi đỏ ửng lên, nhưng không nói được, vì rõ ràng là khi chia gia sản, cô đã được cái phần của mình rồi. Căn nhà này của hai anh, cô chỉ có quyền ghé qua thăm cha, và nếu như có ở lại thì cũng là một vị khách không quyền hạn gì. Hải Đường trợn mắt lên, liếc anh trai của mình rồi bỏ đi. Hai anh vào, an ủi mấy câu cùng với gia nhân của mình, rồi đi vào thăm mẹ mình, cũng như bàn một số chuyện cần thiết. Bà Tâm như lúc này đang ở trong phòng nằm nghỉ, chị Mận thì ngồi sát bên bà, đang quạt mát và nói chuyện gì đó cho bà hay. Hai anh bước vào, khuôn mặt của anh biến đổi, lo lắng hỏi: Mẹ, mẹ bệnh sao? Bà Tâm như đáp: Không có gì đâu, trái gió trở trời thôi mà. Mà nè, con đã tìm được Hải Thành và hỏi tin tức của Phụng Nhi hay là chưa? Hai anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống rồi thưa chuyện. Dạ, con đã qua thăm mẹ mấy rồi. Sức khỏe thì có phần cải thiện, nhưng mà tâm lý thì không được tốt cho lắm. Có lẽ do vừa mới trải qua biến cố lớn. Con cũng đang cho người điều tra cho ra chuyện mẹ. Về phần Phụng Nhi thì con sẽ sắp xếp sẵn một cái căn phòng trống sát bên phòng của mẹ, cho người chăm sóc cô ấy. Cũng đã có an bài hết rồi. Bà Tâm như thở dài, nói tựa như an ủi chính mình. Mặc dù gia đình của ta sóng gió trùng trùng, biến cố cũng là không ít, nhưng mà ta cũng còn may mắn hơn nhiều người. Mẫn à, chiều nay chị sửa soạn ít đồ cúng, ta muốn đi chùa bái Quan Âm để cảm tạ người đã che chở cho ta. Chị Mận dân dạ, rồi cũng xin phép đi ra bên ngoài chuẩn bị đồ theo lời căn dặn của bà. Còn lại hai người, bà mới cầm tay của Hải Anh mà nhắc nhở: Con à, mẹ không có can dự vào hạnh phúc của con, nhưng mà con nên nhớ, cái người mà con chọn đi theo con suốt cuộc đời này thì con phải có trách nhiệm và yêu thương người ta, không có để cho người ta phải sống ở trong nỗi đau buồn và khổ cực nha con. Còn cái người mà con không muốn thì con hãy thẳng thừng mà từ chối, nhưng nhớ là hãy dùng cách nhẹ nhàng, ít thương tổn cho người ta. Ta nói ít thì con hiểu nhiều chứ. Ta tin con trai của ta sẽ làm được. Hai anh dạ vâng, rồi nói với mẹ của mình xin phép đi về phòng nghỉ ngơi, chiều nay còn phải đi công việc. Bà Tâm như khoát tay ra dấu cho con của mình, rồi ngã lưng xuống nằm gác tay lên trên trán mà suy nghĩ. Liệu không biết con của mình sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Bà trằn trọc mãi rồi mới chợp mắt thiếp đi vì mệt mỏi. Hải Thành cứ ngồi khóc thút thít, nội tâm giằng xé dữ dội vì những cái lựa chọn này. Một bên là người mà cậu thương yêu hết lòng hết dạ, cũng là chỗ dựa của cậu. Còn mẹ của anh cũng là một người phụ nữ tốt, luôn quan tâm chăm sóc. Những lúc mà cậu buồn lòng về chuyện gì hay là bị ai đó ức hiếp, bà đều đứng ra để mà bảo vệ. Một bên là mối thù của gia đình, cần phải rửa cái mối hận giết cha mẹ. Cậu không biết phải toan tính như thế nào, cứ ngơ ngẩn mãi. Tiểu Linh ở bên cạnh cứ ngọt nhạt phân bua, nói cho cậu biết thiệt hơn về cái chuyện mình làm. Và cô lại còn nói thêm: Tình yêu thì có thể chọn lại, có thể hy sinh tình yêu của mình đi, coi như là mình chọn sai người, bù đôi chút rồi chọn lại. Còn gia đình, nhất là cha mẹ, người đã mang nặng đẻ đau lo cho em những lúc em chào đời thì chỉ có một mà thôi. Quyết định là do em, còn chị thì chị không đội trời chung cùng với Tô gia. Khánh Duy nó cũng là một cậu trai tốt, có thể chăm sóc lo lắng cho em, yêu thương em mà. Hải Thành nghe chị mình nói, tâm trí của cậu lại mơ hồ về Khánh Duy. Không biết là cậu có thương anh thật lòng hay là không, hay những lúc cô đơn nhất, trống trải nhất,
anh chính là người xuất hiện để khỏa lấp. Những lúc nguy hiểm cũng là đã xuất hiện để mà lo lắng chăm sóc cho cậu. Đầu của Hải Thành lại nhức lên từng đợt. Cậu không biết là mình thương ai, yêu ai. Nhưng mà để nói về tình thương vô bờ bến thì chắc có lẽ Hải Anh chính là người đã chiếm trọn con tim của cậu rồi. Hải Thành suy nghĩ đến đờ đẫn. Vậy rốt cuộc cậu có thật sự buồn khi mà không có Khánh Duy bên cạnh? Có thật sự cần anh đi cùng hết quãng đời còn lại hay là không? Tiểu Linh cứ ngồi đó nhìn em trai của mình ủy mị, nước mắt ngắn dài, mà không biết phải nên nói như thế nào cho nó hiểu. Cô chỉ bất lực buông một câu, thở dài rồi nói: cứ coi như kiếp này cậu ấy và em có duyên mà không nợ. À mà không, có nợ chứ, mà là nợ máu. Nói xong câu đó, Tiêu Linh bỏ đi, để lại cho Hải Thành cái mối tơ lòng khó tháo gỡ. Cậu cứ ngồi đó trầm tư mà suy tưởng, không biết phải làm như thế nào cho đúng. Bên ngoài kia, gió cứ thổi lên từng cơn dữ dội, luồn qua khung cửa sổ, mang theo cái cơn lạnh buốt thấu tận tâm can. Cũng như cậu lúc này, lạnh lẽo tận tâm hồn lẫn với thể xác. Tiểu Lâm sau khi bị làm nhục, cô ả ta mặc vội quần áo vào, rồi lẻn nhanh ra bên ngoài. Khi mà hai cô gái kia không để ý, cô ả ta chạy lẹ xuống cái tầng dưới, rồi thoát ra cửa, chạy một mạch về phía nhà của mình. Vừa chạy, cô ta vừa khóc lóc thảm thiết như là đã từng trải qua bi thương dữ dội. Vừa chạy vừa khóc, một lúc thì cũng đã tới trước cổng nhà rồi. Ả ta lấy tay lau nước mắt, rồi thay đổi cái thái độ, chấn chỉnh cảm xúc lại. Để cứ bước vào bên trong, dù gì cô ả ta cũng là người cầm đầu cái đám gia nhân. Nếu như để bọn chúng thấy cái thảm cảnh của cô, sau này cô có còn tiếng nói nữa hay là không? Tiểu Lâm suy nghĩ như thế xong thì đi vào bên trong, bước nhanh về cái phía phòng của mình để mà tắm rửa thay đồ, chuẩn bị cho một ngày để quyền lực của mình tại Lâm gia. Thay đồ xong, ả ta đi ra sảnh để mà điều hành công việc cho cái đám gia nhân như mọi ngày. Sau khi đã xong vào đâu đấy thì qua phòng của Phụng Nhi xem cô chủ của mình như thế nào rồi. Vào tới giường của cô chủ, Tiểu Lam lại ngỡ ngàng vì ở trên giường không có ai. Đồ đạc thì xáo trộn, ả ta hét lên: người đâu, mau vào đây! Tiếng hét của ả ta vừa dứt thì cả cái đám gia nhân chạy ù vào. Một cô bé tuổi chừng 18 lên tiếng hỏi: dạ có chuyện gì ạ? Chị Tiểu Lam. Tiểu Lam nhìn một lượt đám người ở rồi hỏi: cô chủ đã đi đâu? Các người nhà mà cô chủ bỏ đi không ai biết là sao hả? Cả cái đám người làm ai nấy mặt mày tái xanh tái mét, không nói được một lời nào. Chỉ có một người đàn ông đứng tuổi bước ra nói: dạ cô chủ đã đi với hai anh thiếu gia nhà họ Tô sáng nay rồi. Nghe nói đâu là đi trị bệnh ở đâu trên tỉnh đó. Khi nào khỏe thì đưa cô chủ trở về. Tiểu Lâm nghe nói thì tức điên lên. Cô ả ta vỗ bàn một cái rồi bỏ đi thật nhanh, trước ánh mắt ngơ ngác của đám người làm không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Bảo Ngọc xong xuôi công việc thì cũng đã là xế chiều rồi. Cô dọn dẹp xong thì cũng xách giỏ đồ quay về nhà để mà nghỉ ngơi. Ý đồ đen tối của cô lại lần nữa chợt nổi dậy. Nhớ lại cảm giác thân người cọ sát với nam nhân, ả ta bất chợt đỏ mặt. Đi ngang cái tiệm bán tân dược, cô đi vào mua một cái liều thuốc mê rồi bỏ vào trong túi. Tâm ý rất vui vì đêm nay thế nào cũng có ai đó sẽ lọt vào lưới mà thôi. Ả đi thật nhanh về, dự định sẽ chuẩn bị một cái bữa tiệc rồi mời Khánh Duy và mẹ của anh ta cùng dùng chung với mình. Mục đích của ả ta là muốn chiếm đoạt anh. Khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì chuyện gì cũng có thể do cô ta làm chủ mà thôi. Anh ta có muốn không chịu cũng là không được. Đang đi về nhà bởi cái ý nghĩ đen tối và nụ cười ám muội ở trên môi,
thì bất chợt ả ta thấy Tiểu Lam đang hớt hải chạy ngang qua mặt của mình. Không do dự, cô ả đuổi theo. Và cái sự tò mò đó đã hại Bảo Ngọc chết đi sống lại khổ sở vô cùng. Tiểu Lam nghe nói Phụng Nhi đi chữa bệnh cùng với Hải Anh, cô ả ta rất là lo sợ. Sợ rằng khi cô chủ của mình bình thường trở lại thì tất cả mọi mưu mô sẽ bị bại lộ. Cho nên cô ta tức tốc đi tìm đồng minh của mình, chủ yếu là để ngăn chặn lại, không cho kế hoạch của mình bị phá hủy đi. Tiểu Lam đi tới cái ngôi nhà sau lưng chợ quyện. Căn nhà cũ kỹ với cái tấm cửa sút bản lề muốn trớt ra bên ngoài. Cô ả ta nhìn bốn bên không thấy ai ở đó thì mới đến gõ nhẹ vào cửa vài cái. Thì bên trong phát ra tiếng nói rồi cứ bật mở. Cô ả ta lẻn nhanh vào bên trong rồi khép cửa lại. Bảo Ngọc đi theo, nhìn thấy tới đó thì cảm thấy lạ lạ lắm. Cô đi từ từ lại rồi đứng ở bên ngoài, ép tay vào sát vách để nghe lén bên trong. Trong căn nhà, tình hình bây giờ thực là căng thẳng. Một tên đàn ông đầu trọc, mặt hung tợn và thêm phần râu quai nón làm tăng thêm cái độ hung tợn cho gương mặt tựa như hung thần kia. Sau lưng của hắn ta là ba bốn tên cũng không có kém cạnh gì cái vẻ ngoài của hắn ta. Tên đầu trọc nói: "Tình hình bên Lâm gia như thế nào rồi? Có gì bất ổn hay sao?" Tiểu Lâm nhăn nhó thuộc lại tất cả với hắn ta. Hắn đập bàn đánh một cái rầm một tiếng rồi nói: "Tụi bay tức tốc đi tìm hai đứa nó về đây cho tao. Nếu để cái con kia khỏe lại thì coi như con của chúng ta mấy lâu nay đổ sông đổ biển, thậm chí là có thể bị đi tù." Đám người nghe nói thì sợ quá, bèn chia ra để mà đi tìm kiếm hai người mà cái tên đầu trọc dặn dò. Còn hắn ta thì cũng ung dung bước vào bên trong, sau khi ra dấu cho Tiểu Lam đi theo hắn ta. Bảo Ngọc nghe nói thì đã biết là nói về ai rồi. Cô không nói gì mà im lặng quay đầu đi trở về để mà thông báo cho gia đình của cậu chủ hay. Nhưng không may cho cô, cả đám đàn em cũng vừa mới mở cửa ra. Chúng vừa thấy cô thì cất tiếng nói, giọng đầy giận dữ: "Cái con kia, mày dám nghe lén chuyện của tụi tao à?" Bảo Ngọc biết mình bị bại lộ rồi, cô ta cắm đầu chạy một mạch ra đường, vừa chạy vừa lại hét: "Cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi." Nhưng chỉ là sự hy vọng hão quyền, vì cái đoạn đường này không một bóng người. Chạy được một đoạn thì cô dắp phải một cái gốc cây mục nằm giang đường, té xuống đất. Một tên cầm cây đánh thẳng vào đầu của cô. Trước khi bất tỉnh nhân sự, cô còn thấy ở trên cánh tay của cái tên kia có một cái hình xăm hoa sen đỏ.